Thiên Hà xin kính chào quý khán giả của Thời Báo TV. Mời quý vị theo dõi phần tin tức Canada ngày 28 tháng 4 có những tình đáng chú ý sau. Canada gửi toán cấp cứu thiên tài đến Nepal. Tuyên bố trên đài truyền hình CBC tối hôm chủ nhật ngày 26 tháng 4 ông Jason Kenney, tổng trưởng quốc phòng đã cho biết toán tiền sát của đội cấp cứu thiên tai The Disaster Assistance Response Team DART đang trên đường đến xứ Nepal thị sát tình hình. Chuẩn bị cho đội cấp cứu thiên tai đến hiện trường. Các toán cấp cứu DART đầu tiên đã rời phi trường quân sự Trenton đến Nepal. Đội cấp cứu DART của Canada bao gồm các bác sĩ, các nhân viên y tế, các kỹ sư và các chuyên viên đặc trách việc cung cấp nước ngọt cho các nạn nhân. Đội cấp cứu DART của Canada từng trợ giúp các nạn nhân bão lục hai dân ở Phi Lục Tân vào năm 2013, cũng như các nạn nhân đồng đất ở Haiti và Pakistan. Chính quyền Liên bang Canada cũng cho biết sẽ trợ giúp các nạn nhân động đất ở Nepal với ngân khoản 5 triệu gia kim. Tính đến ngày Chủ nhật 26 tháng 4, số người chết trong trận động đất này lên đến 3.700 người. Cộng đồng người Hoa ở Vancouver xuống đường phản đối việc chính quyền Trung Quốc lấy nội tạng bất hợp pháp của các tù nhân. Trong cuối tuần ngày 26 tháng 4, hàng trăm người Trung Hoa đã biểu tình tuần hành trên đường phố Vancouver, phản đối việc chính quyền Trung Quốc đã lấy nội tạng bất hợp pháp của các tù nhân ở xứ này, mà đặc biệt là các tù nhân bị bắt giữ vì là những người thuộc môn phái Pháp Luân Công. Theo các ước tính của các chuyên gia, ngành kỹ nghề khai thác nội tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc lên đến 1 tỷ Mỹ Kim hàng năm. Hàng năm có đến trên 10.000 cuộc giải phẫu ghép bộ phận ở Trung Quốc, trong khi thực tế, số người tự nguyện hiến nội tạng ở xứ này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng theo các nguồn tin báo chí ở Việt Nam, thì có nhiều phụ nữ Việt Nam lấy chồng người Trung Quốc đã mất tích một cách bí mật sau một thời gian qua Trung Quốc và có thể cũng đã bị các băng đảng giết lấy nội tạng bán kiếm tiền. Một em bé 3 tuổi chết thảm vì rơi từ tầng lầu 17 xuống đất. Một em bé 3 tuổi đã chết vì rơi từ tầng lầu 17 xuống đất hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 4. Tai nạn đã xảy ra ở cao ốc số 3 Hickory Tree gần đường Weston và Lawrence Avenue phía bắc của thành phố Toronto. Xe cứu thương đã được gửi đến khu cao ốc vào lúc 2 giờ chiều. Và theo các nhân viên cấp cứu thì thương tích của em bé đã ở trong tình trạng trầm trọng và sau đó đã chết ở bệnh viện. Đội cầu Montreal Canadiens vào được vòng tranh thứ hai cúp Stanley. Sau khi đã thua 3 trận và chỉ thắng có 2 trận trong vòng đầu tranh cúp Stanley, đội cầu Ottawa Senators phải thắng trong trận thứ 6 diễn ra ở cầu trường Ottawa trong trận tranh tài diễn ra vào ngày Chủ nhật 26 tháng 4. Cuộc tranh tài giữa hai đội Ottawa Senators và Montreal Canadiens là một tranh bất phân thắng bại khi các cầu thủ của hai đội giúp toàn lực cho cuộc đấu. Tiền vệ Brandon Gallagher của đội cầu Montreal xúc banh vào lưới trong hiệp đầu và tiền vệ Max Pionredi bồi thêm một trái vào những phút cuối của trận đấu. Sau khi đội Ottawa rút thủ môn ra khỏi sân, cho thêm một tiền vệ khi còn 2 phút cuối của trận đấu, thủ môn Carey Price đỡ được 43 cú sút banh vào lưới và giúp cho đội Montreal thắng với tỷ số 2-0. Và vòng tranh thứ hai đội cầu Montreal Canadiens sẽ phải đấu với một trong hai đội, hoặc Detroit Red Wings hay Tampa Bay Lightning. các ngân hàng lớn ở Canada cắt giảm nhân viên. Nam đại ngân hàng của Canada được liệt vào hàng những ngân hàng mạnh nhất thế giới trong liên tiếp 7 năm qua. Trong tài khóa 3 tháng đầu năm nay, năm đại ngân hàng là Royal Bank, TD, Montreal, Nova Scotia và CIBC đã thâu được số lợi nhuận tổng cộng 8 tỷ gia kim. Tuy nhiên, thay vì muốn thêm nhân viên, năm đại ngân hàng đã lần lượt cắt giảm Ngân hàng của Nova Scotia loan báo sẽ cắt giảm 1.500 nhân viên trong mùa thu năm nay, trong khi ngân hàng Montreal sẽ cắt giảm 50 nhân viên làm việc trong lĩnh vực Capital Markets. Ngân hàng Toronto Dominion cho biết sẽ cắt giảm một số nhân viên quản trị cao cấp theo ông Ian Lee, giáo sư tài chánh ở trường đại học Carleton ở Ottawa, thì năm 2015 có thể là năm không tốt đẹp cho các ngân hàng Canada vì số lợi nhuận trong năm nay có thể xúc giảm không bằng những năm trước. Số lợi nhuận của các ngân hàng Canada có thể sẽ giảm vì sự xúc giảm của giá dầu kéo theo sự suy thoái của nền kỹ nghệ khai thác dầu khí ở Canada. Canada đứng hàng thứ 5 trong số các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Cư dân của nước Thụy Sĩ được xem là những người hạnh phúc nhất thế giới, nhưng cư dân ở Canada cũng chẳng kém gì. Theo bản tường trình năm 2015 World Happiness vừa phổ biến hôm thứ Năm ngày 23 tháng 4, thì Canada là quốc gia hạnh phúc đứng hàng thứ Năm trên thế giới. Bản tường trình dựa vào các dữ kiện của Gallup World Poll và khảo sát trên 150 quốc gia trên thế giới trong 3 năm, năm 2012 cho đến năm 2014. Bản xếp hạng theo thứ tự. Thụy Sĩ đứng đầu với số điểm 7.587 trên 10. Ban Đảo với số điểm 7.561. Đan Mạch với 7.527 điểm. Na Uy có 7.522 điểm và Canada có 7.427 điểm. Bạn xếp hạng dựa vào các dữ kiện, lợi tức, tuổi thọ, sự trợ giúp bên ngoài xã hội, sự liêm chính của chính quyền và trong giới thương mại, tự do cá nhân, sự hào phóng của cư dân như việc cho tiền các tổ chức từ thiện. Năm quốc gia cầm đền đỏ trong bảng xếp hạng là Rwanda 3.465, Benin 3.340, Syria 3.006. Burundi 2.906 và Togo 2.839. Hoa Kỳ đứng hàng thứ 15. Đã có hai người không nhà bị giết ở thành phố Winnipeg. Trong hôm thứ Bảy ngày 25 tháng 4, Sở Cảnh sát thành phố Winnipeg vừa ra khuyến cáo khuyên những người sống không nhà cửa ở thành phố này vì đã có hai người không nhà vừa bị giết. Theo sở cảnh sát thành phố thì thủ phạm giết hai nạn nhân có thể cùng là một người hay cùng một nhóm người. Trong buổi sáng hôm thứ Bảy, một người đàn ông không nhà bị giết ở gần số 329 Hargrave Street và buổi chiều cùng ngày, thêm một người đàn ông khác bị giết ở sau cao ốc 333 Portage Avenue. Cảnh sát thành phố khuyến cáo những người không nhà nên tránh những nơi vắng vẻ và nên sống cùng với nhau nếu có thể. Thuế lợi tức phải đóng khi đầu tư vào quỹ đầu tư hỗ tương. Sau khi trừ mọi chi phí, các quỹ đầu tư hỗ tương Mutual Funds, các quỹ đầu tư hỗ tương sẽ chuyển số lợi tức còn lại cho những nhà đầu tư. Số tiền lợi còn lại những nhà đầu tư trong quỹ hỗ tương này sẽ phải chia nhau đóng thuế. Những tiền phải đóng thuế gồm cả tiền lời ngân hàng Interest, tiền lời cổ phiếu Dividends, và lợi nhuận cho việc bán các cách đầu tư capital gains. Trong hai thứ tiền lời, tiền lợi ngân hàng và tiền lợi cổ phiếu thì tiền lợi cổ phiếu bị đóng thuế lợi tức nhẹ hơn. 75% số tiền capital gains sẽ phải khai thuế. Các chuyên gia tài chính nhắc nhở những nhà đầu tư không nên mua các quỹ đầu tư hỗ tương vào gần những ngày mà quỹ này thanh toán tiền lợi nhuận cho các nhà đầu tư vì họ sẽ phải đóng thuế cho nguyên năm. Ngoài ra, người đầu tư nên giữ kỹ những giấy tờ báo cáo hàng năm của quỹ đầu tư để khai thuế khi họ bán đi. Cựu cảnh sát trưởng thành phố Toronto ra hoạt động chính trị Sau khi về hưu vào ngày thứ Bảy 25 tháng 4 vừa qua, ông Bill Blair, cựu cảnh sát trưởng thành phố Toronto, đã cho biết ông ta sẽ vận động để được chọn là ứng cử viên Đảng Tự do cho chức vụ dân biểu liên bang trong cuộc bầu cử sắp diễn ra vào tháng 10 năm nay. Theo lời ông Bill Blair, ông ta đã thảo luận với ông Justin Trudeau, thủ lãnh của Đảng Tự do Liên bang và người thủ lãnh này đã khuyến khích ông ra ứng cử trong chức vụ ứng cử viên của Đảng Tự do ở vùng Scarborough Southwest, nơi mà ông Blair đã lớn lên và hiện vẫn còn sống với gia đình ở khu vực này. Dân biểu của khu vực Scarborough Southwest hiện nay là ông Dan Harris thuộc đảng NDP. Muốn làm ứng cử viên cho đảng Tự do trong khu vực, ông cựu cảnh sát trưởng sẽ phải tranh tài với các ứng cử viên khác của đảng Tự do trong vùng này. Siêu bệnh viện MUHC ở thành phố Montreal bắt đầu khai trương trong hôm thứ bảy ngày 25 tháng 4, 154 bệnh nhân từ bệnh viện Royal Victoria đã được chuyển sang siêu bệnh viện có tên là The McGill University Health Center (MUHC). Bệnh viện MUHC là một siêu bệnh viện vừa khánh thành ở Canada với những máy móc tối tân, những người máy giúp cho các bác sĩ trong việc mổ xẻ, những người máy giúp cho các dược sĩ cho thuốc. Bệnh viện Royal Victoria ở thành phố Montreal đã đóng cửa sau 122 năm hoạt động. Tại bệnh viện mới MUHC, một hài nhi ra đời đầu tiên trong bệnh viện vào lúc 6 giờ 55 sáng, hôm thứ bảy. Hài nhi là một em trai, cân nặng 3.6 kg. Siêu bệnh viện MUHC bao gồm 5 blocks của thành phố Montreal với 346 giường cho người lớn, 154 giường cho trẻ em, với trên 8.000 nhân viên sẽ là bệnh viện chính của thành phố Montreal. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Canada ngày 28 tháng 4 cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp